Kính thưa quý vị, hiện tại thì Lê Nguyễn đang có mặt tại trung tâm hành chính quận 7, khu Nam Sài Gòn nha mọi người. Và phía trước mặt các bạn đây chính là một cái cây đơn giang cưa khá là to luôn, nằm ngay tại trung tâm hành chính luôn. Và Lê Nguyễn rất bất ngờ khi thấy rằng rất nhiều bà con ở khu vực quận 7 ấy, trồng nhiều cái cây đơn giang cưa để làm thuốc mọi người. Bị bệnh gan hoặc các bệnh về liên quan đến gan ấy, sử dụng ổ. Xin phép nha, Lê Nguyễn với anh Thanh sẽ bẻ một đoạn để chia sẻ với bà con nha. Cái cây này thì sức sống nó rất là mạnh mẽ luôn anh Thanh nhỉ. Nhưng mà cũng phải nói rõ bà con nha, rất là nhiều người cho rằng đây là cái cây đơn răng cưa Khánh Hòa, nhưng mà thực tế thì theo anh Thanh thì tên cụ thể của nó là như thế nào, anh Thanh có thể giới thiệu cho mọi người được không? Nó không phải là đơn răng cưa hay đơn nam, mà nó là cây răng cưa thôi. Đơn cây đơn răng cưa đơn nam á, là cái cây đó là thân nhỏ, nó cao chỉ khoảng chừng đầu người mình thôi. Cao khoảng chừng 2 mét thôi. Nó mọc thành bụi. Dạ. Là nó để là trị bệnh chỉ, tắm ghẻ ngứa cho trẻ em đồ á. Còn cái cây này là để uống nên nó khác, nên đừng có mùa câu đừng nhầm lẫn nè. Ngồi quay vô đi, cuốn lá nó so le nhau vậy nè, hình nhân cưa y chang như cái lưỡi cưa. Đúng rồi, nhấn mạnh vấn đề đó là lá nó y chang như cái lưỡi cưa, màu xanh đậm vậy nè, đúng không? Trên cái cạnh lá thì nó cũng có những lưỡi như lưỡi cưa. Mà bản thân cái lá nó mọc từ cái cành ra thì cũng thấy nó so le nhau, đúng không? Mình trồng lâu năm á thì nó là một cây thân gỗ to, nó che phủ 4 mét cả một góc sân luôn, chứ không phải là đơn giản. Nó rất là mát mẻ mà lá nó đặc biệt nha. Chấp liên quyển quay coi có lá rụng không. Nếu mình trồng là lá nó không bao giờ nó rụng, nó chỉ có già lá rồi mình hái xuống làm thuốc á. Đúng rồi, mình không để ý, không bao giờ mình thấy lá nó già đi. Cây rất là xanh luôn mọi người ạ. Đây Lê Nguyễn quay cho mọi người thấy nha. Cái tán của nó có bóng mát thì tỏa ra rất là lớn, và cái lá thì có vẻ như là nó không rụng nhiều. Cây này có vẻ như nếu mà trồng ngoài đường mà để làm bóng mát thì rất là tốt anh nhỉ. Không, nhưng mà đặc điểm nó không trồng cây xanh ngoài đường được, là nếu như mà cây này mà khu vực này dẻo dai á, dạ, thì mình trồng cây xanh ngoài đường được. Nhưng mà lá nó giòn quá, nó dễ, bạn nghĩ này nó không có dẻo, nó rất là giòn, thấy không? Nên là gió người ta đẩy đưa nó dễ bị gãy, nên là người ta không trồng ngoài đường được, mà chỉ trồng về mé giặt vô bên trong một tí xíu để mình làm thuốc thôi. Còn nếu như mà thật sự cây này mà dai mà dẻo như những cây gỗ nó tốt như những cây khác á, thì thường là cây thuốc, mà gỗ thì nó đâu có tốt được. Nó có bao nhiêu chất nó đưa vào lá, nó đưa vào cành, nó làm thuốc mà. Cho nên là cây này là thân nó to, nhưng mà thân thì nó chắc thiệt, nhưng mà cành nhánh của nó thì rất là mềm. Bạn coi đó, thấy không, nó dễ gãy, nó dễ tét không? Đúng rồi, nó có vẻ rất là dễ tét ha. Cái thân của nó bên trong em thấy có là xốp rỗng giữa, đúng không? Thì quay cho mọi người thấy nha. Đây. Có vẻ như có nó dai rất lẹ, mới chặt đây có 10 ngày thôi là nó dai được vậy đó. Cái này có vẻ bác nào cũng mới bẻ cái cành về làm thuốc rồi nè. Ở đây mình chặt cho bà con đó chứ. Anh chặt hả? Chặt cho bà con chứ, giờ mình đang dưỡng cho nó da lại đi, già lá lại đi. Đây thì Lê Nguyễn đứng bên cạnh trung tâm chính trị quận 7 nha. Và cái miếng đất mà Lê Nguyễn thấy rằng trồng cái cây này thì đây là cái khu ban quản lý dự án khu Nam Sài Gòn thì phải. Không biết bác nào bác cái trồng cái cây này chắc có lẽ cũng để làm thuốc đây. Nhiều mà, giống như họ dâm ra đây là nguyên một hàng, đây là họ trồng á. Bên kia em có thấy có cây nhỏ kìa. Đây Lê Nguyễn quay cho mọi người thấy nha. Có vẻ như cũng được ương ra khá là nhiều, và từ cái hai cây lớn này, cái ba nhánh gốc này nha. Ba nhánh gốc này là trồng lên là thành ba nhánh. Dạ. Trồng thành ba cây vô chậm như đó, mai mốt nó đẹp. Đây. Thấy lá rồi nó xanh vậy nè. Có vẻ như cây nhỏ thì lá tán nó to, lá nó to hơn đúng không? Đúng rồi. Anh có thể lật cái mặt bên dưới để cho em xem cái mặt bên dưới của cái gân nó ra sao không? Đây quay cho mọi người thấy nha. Mới đầu nhìn xa xa giống như một cái cành dâu. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Giống như cây dâu tằm. Đúng rồi, giống như cây dâu tằm đó. Lê Nguyễn quay cái thân cây cho mọi người thấy nha. Cái cây này thì theo anh Thanh chia sẻ thì cũng được tầm khoảng khoảng chục năm tuổi nha mọi người. Nhìn cái lớp vỏ của nó này, nhìn khá là cổ thụ luôn. Theo anh Thanh và tất cả mọi người dùng thì chia sẻ rằng thì cái thân của nó này, cái lá và cái bộ rễ của nó đều làm thuốc nha mọi người. Đặc biệt là nó có cái mùi thơm rất là nhân, giống như là cái mùi của nhân sâm luôn. Thì Lê Nguyễn thấy là có bác nào bác cho cả một cái cây vào làm bầu này. Mọi người có thể là nhìn thấy đây, một cái bầu rất là đẹp luôn. Chia sẻ mọi người nha, thì Lê Nguyễn cũng như anh Thanh, anh em chúng mình là không bán cây, cũng không buôn cây giống. Nhưng mà bởi vì là gia đình nhà anh Thanh ấy, có chú hai, ông ấy là người bị bệnh gan và bị phong ấy mọi người. Thành ra là ông sử dụng cái cây này thấy hiệu quả và ông nhân giống ra khắp cái khu quận 7. Anh Thanh nói rằng ông chú nhân giống tầm khoảng 70 cây ở quận 7 cơ. Thì cũng rất là tình cờ khi là đi qua cái khu trung tâm hành chính quận 7 thấy rằng ở đây người ta trồng nhiều. Anh em chúng mình đứng có quay một chút cho mọi người xem. Và bây giờ để vào quán cà phê để ngồi để chia sẻ mọi người rõ hơn chứ nó nắng quá. Anh Thanh, cái này là uống là bình thường em thấy nó có cái mùi rất là giống nhân sâm luôn nha. Đúng rồi. Đã.
giờ mình uống nó có cái vị nó thơm, giờ mình nó vị ngọt ngọt trong miệng, uống nó không đắng, không có chát. Dạ. Thì mình cho cây này là từ hôm Tết giờ rồi, thì nói chung ra là mình mới có cho rộng rãi từ hôm Tết giờ thôi, do là cũng có mấy cái người ở miền Tây á, dạ, họ uống họ hết ung thư đại tràng, hiểu không, hết ung thư đại tràng rồi thì mình người ta lùng cây này nhiều quá, thì mình có mình không cho thì nó khổ hạn với lòng, thì cho nên đâm ra thì ở trên này rất là nhiều, thì nên đâm ra mình mới thông báo cho bà con là lên đây lấy, dạ, thì bà con lên đây lấy rất là nhiều. Rồi thì cái cây này thì em thấy hôm trước thì có trò chuyện chú Hai thì ông nói rằng là ông mới là liên quan gan, uống thì nó thải độc gan rất là tốt. Thì thực tế thì bà con đến đây rồi, và ở ngày xưa bà con hàng xóm nhà anh thì dùng thì thấy là nó cải thiện những cái vấn đề như là những người mà bị bệnh gì đấy nó cải thiện. Như là ung thư gan. Dạ. Ung thư gan mà uống mà về bây giờ về gan về tới F0 luôn rồi thì rất là tốt, và gan nó phục hồi rất là bình thường lại. Dạ. Là mình thấy nó công dụng tốt nhất là gan. Với đặc biệt là mình đã đang nhấn mạnh là những người nào đang bị mắc bệnh ung thư, là ở mắc bệnh ung thư rồi mà đang xạ trị, cơ thể mà yếu á, uống cái này tăng sức đề kháng, hỗ trợ đề kháng rất là hay, và nó thải độc tố, và nó thải độc tố ra, nó làm cơ thể mình nó khỏe khoắn lại trong quá trình điều trị ung thư, là mình không bị mệt, không rụng tóc. Đó là mình cho hai người thì đang xạ trị uống, thì mình thấy tóc họ không có rụng và sức khỏe rất là tốt trong cái vấn đề mà điều trị, trong cái vấn đề điều trị ung thư. Với lại là những người nào mà không bệnh thì uống những cây này để ngừa bệnh, nên là cho nên là mình vẫn giới thiệu rộng rãi ra để bà con biết đến, thì mình mong một người biết thì cứu được một người, thì nó để làm phước thôi. Thì mình muốn chia sẻ ra đây là bà con là nên chịu khó nha, thì có đi ngang qua quận 7 này thì hãy liên hệ để mà xin mình một cây giống về trồng đi. Mình nên khuyến cáo, khuyến khích bà con để mà trồng cái cây này. Mỗi nhà hãy nên trồng một cây đi. Thì để mà mỗi ngày mình nấu nước mình uống nó rất là ngon, chứ nó không phải là khó uống đâu, uống rất là ngon. Nên okay. là mình uống là mình ghiền đó, chứ đừng nói là nó rất là dễ uống. Nên là mình cứ khuyên bà con là mỗi nhà nên trồng một cây uống đi, để mà có bệnh uống để ngừa bệnh, thải độc tố. Mình ăn uống những cái hàng quán đồ bây giờ uống cái gì cũng quá chất đâu mà, nhưng mà mình hãy nên uống cái này, nên mỗi nhà nên dùng một cây đi. Rồi đây là những cái bằng chứng mà mình cho từ hôm Tết giờ đây, để mình mở cái hội mà mình cho, là mình đưa vô hội của cây thuốc Nam. Dạ. Đây mình cứ đưa vô hội của cây thuốc Nam, mình quay vô cho nó rõ nha. Dạ. Đây cái hội của cây thuốc Nam đây. Đây thì có nhiều người uống nè. Thì sơ gan F4 uống cây này được 1 tháng thôi nha. Dạ. Thì đi khám lại là nó xuống F2 rồi. Mới uống có được 1 tháng thôi đó. Đây mình có nói rõ đây là 1 tháng này nè, thì họ xác nhận là đúng rồi nè. Đúng không? Đây là những cái tin nhắn mà mình đưa vô hội thôi, những người mà uống thì đa số là uống là ăn ngon ngủ được, điều hòa huyết áp rồi, đúng không, điều hòa nhịp tim là thần dược đấy, bà con nên uống nhé, uống thuốc cho ok. Thì mình giới thiệu cho bà con nghe đây, thì rất là nhiều tin nhắn ở đây, người ta đều khen hết, rất là nhiều cái hội cái uống Nam này nè. Đó, uống chuyển hóa thì mà tiểu 2 giờ sáng uống với là tiểu nè, không tiểu lợi tiểu nè, lá uống ok lắm. Cái một công lực mình nó lì quá cũng không thấy lo, ngày 2 tháng đi nữa đi xét nghiệm lại mình hết thì chắc mình mừng lắm. Xin ông trời cho con hết bệnh đây. Nhiều người uống họ bình luận lại nó rất là tốt. Đó, mình giới thiệu cho bà con đây, mọi người không nên dùng, cho nên là quy một cơ hội ở đây là mình theo dõi cho từng người uống hết, nên là ai uống là đều có kết quả tốt hết. Nên là cứ yên tâm mà dùng. Đó, thì bà con ở xa thì cứ liên hệ số điện thoại của mình đi, rồi mình tư vấn thì mình sẽ cho lá về cho bà con dùng. Để anh Thanh thiện cho số về bà con, mọi người có nhu cầu cây giống hay cây lá thuốc ấy, có thể là liên hệ với anh rồi đến đây xin cho dễ ha. Ok, anh mình đã làm phước rồi, mình nhé, mình giúp. Cho em xin số đi, cho em xin số của anh. 0932 156878. Dạ. Kính thưa quý vị, thì Linh mới được biết ấy, ở dưới nhà bè cũng có rất nhiều những cái cây mà bà con trồng rất là lâu rồi, khá là cổ thụ luôn, rất to, có cây cả mấy chục năm tuổi á. Và cái quanh khu vực quận 7, đặc biệt là khu bên phường Tân Hưng ấy, cũng thấy trồng rất là nhiều ngoài đường. Bóng rất là lớn, bữa nào Linh Nguyễn sẽ quay cho mọi người xem nha. Và Linh Nguyễn tình cờ phát hiện ra cái cơ chế đào thải của cái
lá của cái cây răng cưa này rất đặc biệt, và đặc biệt là có cái bộ rễ của nó á. Thì tại clip sau Lê Nguyễn sẽ quay và chia sẻ tới mọi người cụ thể hơn nha. Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và chia sẻ của Lê Nguyễn nha. Bây giờ cũng chưa, quán muốn đóng cửa rồi, thành ra anh em chúng mình phải về. Rồi tạm biệt tất cả quý vị nha.